Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Flan Gamer. Thì video ngày hôm nay mình sẽ không làm về BVZ2 gì nữa, vì kênh của mình sẽ chuyển chủ đề. Và mình vẫn làm về BVZ2 nhưng và mình sẽ làm nhiều loại thể loại game hơn. Đó là chơi game bình luận và test cho các bạn xem nhé. Thì với bởi vì tại sao mình chuyển chủ đề? Bởi vì kênh của mình sắp thì ngày càng tăng nhưng lượng view ngày càng giảm. Thì thực ra các bạn cũng xem video về Flan với Zombie 2 cũng nhiều rồi, nên các bạn sẽ nhàm chán và ít quan tâm hơn video của mình. Chính vì thế mà mình sẽ chuyển chủ đề sang nhiều thể loại nữa, game nữa, để làm clip cho các bạn xem nhé. Và hôm nay, clip ngày hôm nay là chính là Five Star 2. Và cái đây thì màn hình chính của nó. Và khi các bạn vào phòng luyện tập đấy, để các bạn có thể luyện đấm đá, rồi là nhào lộn, rồi là tung cước tung quyền gì đấy, thì các bạn sẽ vào phòng luyện tập này. Để các bạn đây, đây đây là nút tiến lên đây, cái phần này là nút tiến lên nhá, nhảy này, ngồi này, tiến lên này, lùi xuống này, lộn này, đấy, đủ các miếng nhá. Các bạn sẽ vào đây, các bạn luyện tập đây, vào phòng thi đấu đấm này, đấy, đá này, đá đấm đá rồi. Đấy, thì các bạn sẽ vào luyện tập để các bạn có được những kỹ năng chiến đấu. Vì game này là game hành động, các bạn phải hạ đối thủ bằng cách nhanh nhất. Không là các bạn cũng sẽ bị chúng đánh cho tơi tả nhá. Thì vào đây các bạn sẽ luyện tập, và sau khi các bạn đã luyện tập thành thạo rồi, thì các bạn sẽ nhấn vào menu này để chúng ta sẽ vào đây. Các bạn sẽ, đây, các bạn nhấn vào đây, các bạn chọn này, vũ khí này. Thì ở đây sẽ có rất nhiều vũ khí cho các bạn chọn. Đây. Đấy, các bạn thích chọn vũ khí nào thì các bạn có thể lựa chọn để chúng ta tiêu diệt đối thủ nhá. Vì đối thủ nó cực mạnh đấy, nên chúng ta hãy chọn vũ khí nào mà cực hay và nhạy bén nha. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chọn vũ khí này đi. Đây, các bạn phải lựa chọn cái vũ khí nào mà nó nhanh đấy và nhẹ đấy, để các bạn gây sát thương đối thủ càng nhanh càng tốt, để các bạn có thể hạ đối thủ nhanh chóng nha, kết liễu nó nhanh chóng. Thì ở đây có rất nhiều vũ khí cho các bạn chọn nha. Mình xem cái móc, cái hai cái con dao kém quắm này. Đấy, rất nhiều vũ khí luôn. Thì ở đây xong, các bạn là khi chọn lựa vũ khí xong, các bạn sẽ up cho nó lên level. Thì level càng mạnh thì nó sẽ tấn công đối thủ, tiêu diệt đối thủ càng nhanh nhá. Rồi, sau khi chúng ta đã chọn vũ khí xong thì các bạn sẽ chọn bộ giáp cho nó. Bộ giáp nào sẽ, đây là bộ giáp tấn công này. Mình sẽ chọn bộ giáp máu nhá, hồi máu đây. Có cái lá này là bộ giáp hồi máu này. Sẽ chọn bộ này đi. Bộ này cũng hay này các bạn này. Bộ này vừa phòng thủ vừa tấn công này. Cái này phần này không up được lên nữa các bạn. Tùy từng, đây. Bộ này đi. Up nó lên nhá. Up nó lên thì nó sẽ mạnh hơn, để đối thủ khi nó tấn công vào mình sẽ không, bộ giáp mạnh sẽ giảm sát thương và không gây thiệt hại cho chúng ta nhé. Đấy, mũ thì bộ này mình cũng đã ấy rồi. Đấy, còn cái đây là vũ khí phụ nhá. Vũ khí phụ thì chúng ta cũng thể lựa chọn rất nhiều vũ khí phụ luôn. Đấy, thì đây mình sẽ lựa chọn vũ khí này rồi. Rồi, còn đây là đòn chí mạng. Khi nó ra đòn ấy, nó sẽ tiêu diệt
đối thủ một cách nhanh chóng. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì đây các bạn sẽ nhấn vào cái phần này này để chúng ta sẽ vào chiến đấu này. Đấy. Và ở đây các bạn sẽ lựa chọn map để chiến đấu này. Rất nhiều map luôn. Có cái map rồi mình sẽ đi mặt map này xem thế nào. Đấy. Chiến đấu thôi. Các bạn hãy xem mình chiến đấu với thằng ninja này nha. Thì tựa game này cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Các bạn càng chơi càng lôi cuốn luôn. Rồi. Chuẩn bị nào. Nhào lộn à. Bỏ đi. Úi giời. À, mày dám xuất chiêu à? Xuất chiêu, xuất chiêu à. Dao này có vẻ chém không được hay lắm các bạn. Một phát vào đầu. Phát nữa vào đầu. À, thằng tay vo kia mà dám đấu với kiếm à. Nó đánh mạnh phết các bạn ạ. Nó đánh mạnh phết đấy. Chết đi này. Ghê quá. Cái vũ khí này chém không được hay lắm các bạn ạ. Không được chém không hay lắm. Mà sao máu của nó trâu thế các bạn ơi. Chơi mãi mà mình đã mất nửa bình máu rồi mà. Mà máu của nó chả thấy suy giảm đi các bạn. Chết thật rồi. Máu của mình càng ngày càng tụt mà sao vậy. Thằng này ninja gì mà nó khủng khiếp này. Mình bỏ liên tục mà. Vũ khí nào. Đòn chí mạng. Đòn chí mạng cũng không mất máu các bạn. Ghê thật. Chế độ khó các bạn ạ. Chơi ngay chế độ khó này thì làm sao mà đấu được cơ. Bỏ liên tục vào đầu mà không chết. Ghê quá. Đấy. Đánh quả đấy thì chắc chắn là máu sẽ mất nhiều lắm. Nhưng mà tại sao mà. Mà thằng này trâu quá nhỉ. Nó chả thấy mất máu thì các bạn ạ. Mình tiếp tục xuất chiêu này. Đấy. Ấy. Ghê quá. Thôi mình xong rồi các bạn ạ. Sao nó trâu thế các bạn ạ. Úi giời. Nửa bình. Nó xuất chiêu quả nửa bình. Mà mình không làm cho nó suy giảm tí nào các bạn. Kinh thật. Thằng này là thằng gì không biết. Ghê quá. Chém vào chân phát này. Chém vào đầu mà. Máu mình càng ngày càng càng mất các bạn ạ. Xuất chiêu này. Đấy. Đấy các bạn phải cực kỳ điều khiển chân tay linh hoạt thì mới có thể chiến thắng được nha. Đối thủ nó quá mạnh luôn các bạn ạ. Ui xong rồi. Hết hết tiết rồi các bạn ạ. Hết tiết rồi. Quả này thì đứt điện. Xong. Chế độ của nó cực khó luôn các bạn. Không thể chơi được các bạn. Mình sẽ chọn vũ khí khác xem nào. Vũ khí cái này có vẻ không được hay ho cho lắm. Xem vũ khí này xem thế nào. Rồi. Rồi mình sẽ chọn vũ khí này nhá. Và xem sang màn này xem thế nào các bạn ơi. Màn này nhá. Màn kia thằng ninja nó khỏe quá các bạn. Đấu nó tay vo mà sao lại không không tiêu diệt được nó. Ghê thật đấy. Trận này xem mình sẽ kết liễu thằng ninja này xem thế nào. Bắt đầu. Ấy. Một chiêu. Một chiêu. Ấy. Chết đi. Hai chiêu. Thằng này bị mất máu các bạn ạ. Thằng này bị mất máu. Ghê quá anh. Ở cái vũ khí này thì phải đánh gần các bạn nhé. Đánh gần thì tiêu diệt được nó. Đấy các bạn nhìn xem. Đây đánh như thế này
thì làm sao mà nó sống được cơ chứ? Tại sao trong cái màn kia mình đánh nó không mất máu tí nào các bạn? Đấy, các bạn nhìn xem những cú đấm của thằng này cực kỳ ghê luôn. Móng vuốt này cực kỳ sợ luôn này. Ấy. Đấy. Thằng Kiền Ninja còn hết máu rồi các bạn này, nhìn này. Đấy, các bạn sẽ nhào lộn, đấm này. Đấy. Headshot luôn. Tiêu diệt vũ khí phụ luôn. Đấy, các bạn nhìn xem thắng luôn này, cực kỳ nhanh chóng. Thế mà sau trong cái màn kia mà mình đánh mãi mà nó chả mất máu thế nào các bạn. Ra đòn cực kỳ liên tục mà sao lại không mất máu. Ghê thật. Rồi thì thời lượng video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì video sau mình sẽ test cho các bạn nhiều trận hay ho và hấp dẫn hơn nữa. Thì hôm nay mình sẽ, tức là cái tựa game này nó cũng có lâu rồi, nhưng mà mình cũng mới chơi nên là cũng tập tành thôi. Các bạn nào mà có muốn khám phá tìm hiểu thì các bạn hãy xem video nha. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết. Và quan trọng là nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Flan KM nha. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn chơi game vui vẻ.